Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3 Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại: 0337019191, 0974644973. Hôm nay bên em xin giới thiệu với mọi người một con máy Panda nhãn hiệu 262XBJ. Con này là sở hữu động cơ là 62cc. Máy sản xuất tại Thụy Điển nha mọi người. Hàng này hàng theo tiêu chuẩn của châu Âu. Hàng này hàng bãi nội địa. Đó mọi người thấy ha. Sẽ quay chi tiết cho mọi người coi một con máy Husqvarna đẹp tuyệt trần này. Đây là số seri của máy Husqvarna 262XB 641005. Ở đây thì nó không có ghi đời máy là bao nhiêu. Đời máy năm sản xuất bao nhiêu nên em cũng không nắm được mọi người nhé. Thằng này thì công suất nó ngang ngửa với thằng 365. Và các bác bây giờ đi mua thùng là hơn 10 triệu đấy. Đấy, là cái thằng 365. Máy được gắn lam Shibora, lam có tản nhiệt. Đây. Nguyên đây là tản nhiệt thép này. Còn đầu khớp này có thể tháo rời ra, đục tháo rời ra thay thế được. Đó, nước ngoài rất là ưa sử dụng những cái lam như này, rất là nhẹ, lam còn đẹp, xuất sắc tuyệt vời luôn. Xích hiện tại đang là xích mới luôn nha mọi người. Độ dày của xích là 4mm. Cốt phần này, đây mặt ốp lam. Mặt ốp lam này nó hơi bị sần sùi tí mọi người nhé. Nước sơn nó tróc đồ đó. Đẹp xuất sắc. Máy có sử dụng van giảm áp nha mọi người. Van giảm áp luôn. Con này thì đường kính xi lanh của em, em thì em chưa đo, chưa có việc mà bung máy hay là đo, đó là để đo. Nhưng con này thì xi lanh của nó không có dưới 40 mấy ly đâu mọi người nhé. Con này nó tầm khoảng 47, 48 ml thôi, nó ngang ngang 365 vậy. Không có nhỏ đâu, con này chút thân lớn. Đây là tem này, có tem mà nó bị tróc hết rồi. Còn đó là 16, báo là 62cc thôi. Máy này thiết kế rất là chắc chắn. Đây cái nắp OE này mọi người thấy không, có cái khớp này. Đó. Máy thêm trang bị thêm cái bộ phận nóng. Khi mình bật cái nút này sang đây, nó báo hiệu nóng này. Nó sẽ nóng nguyên bộ phận tay cầm này đây. Nó chế độ mùa đông đó, thì khách hàng có thể sử dụng nước ngoài người ta ấy. Ở đây là e gió của máy. Chỉ kéo vào là đóng e thôi. Để vô công tắc thì mình đóng mở đây. Ở dưới đây là bình châm nhiên liệu của máy. Đây, bình này thì có thể chứa được tầm khoảng 3 xị xăng cho mọi người. Đây là bình nhớt châm nhớt thải. Máy sử dụng lò xo, cục nhúng lò xo đó, nó giúp cảm giác giảm rung rất là tốt, êm ái. Mà những cái dòng này thì nó giống như đời 365 thôi, nó thiết kế nhúng lò xo được rất là êm ái luôn, ít khi nào mà cứ nói chuyện mật tê. Ở đây thì nó thiết kế thêm một cái bàn giảm áp, chứ còn việc khởi động nó giật nhà máy lên. Con này thì lại không có sử dụng thắng xích nha mọi người, thì không biết là bản thân tiền thân của nó là có hay không, nhưng như khả năng là cái này rất là có, rất là cao, nhưng mà cái đời này thì nó bị hư cái thắng xích này phanh nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ khởi động con máy để cho mọi người nghe và trải nghiệm ha. Đầu tiên ấy, nếu cứ khách hàng để lâu máy nguội khoảng 15-20 phút trở đi thì hãy tiến hành kéo cái e này ra, sau đó giật khởi động 2-3 cái nó nổ rồi mọi người đẩy vô. Ở đây thì không nhầm là em cũng khởi động rồi, nhưng mà khởi động hay lâu để giật thử xem nha. Nếu nó không nổ thì mình đóng e, còn nó nổ rồi thôi. Trước khi giật mọi người hãy ấn van giảm áp này để cho giúp cho nó giật cho nó nhẹ máy đi ha. Nhẹ phèo mọi người nhá, giật này. Vậy là nó mình thiếu xăng. Đây, bây giờ em sẽ phóng e lại và khởi động từ đầu nhé. Một này, đó nó ho luôn đấy. Lại ấn cho nó nhẹ ha.
heo rất là ok. Ở đây thì máy có điều chỉnh 3 kim. Kim này kim găng ti, kim L là xăng và H là gió. Thì em có làm một cái video hướng chỉnh chỉnh, thì quý khách có thể xem lại ở kênh là cách căn chỉnh xăng gió máy cưa xích. Rõ thằng là thắng máy cưa xích là xe ra ha. Nên giật lại tí nữa ha. Cái này là nó chưa trôi găng ti này, nó đang nằm lúc trong này mọi người này. Lúc nó vẫn có độ xẹt đấy, thấy không? Ấn này. Nên nó chưa bật ra nhé. Đó, nó xẹt bây giờ nóng này. Cho cái là có găng ti này. Nó hơi đuối găng ti một tí nhưng nó hơi nhỏ nhỏ. Đây để sẽ tăng lên ha. Đây là cắt ốc chỉnh găng ti ha. Nếu mà trường hợp máy nổ ngọt bình thường thì hết mất găng ti thì mình chỉ còn siết ốc găng ti thôi. Mỗi có một con kim chỉnh xăng, chỉnh gió hay là găng ti thì nó đều có một chức năng riêng. Mọi người phải nghe và hiểu, cố gắng xem cái video mình làm ấy để mà mình áp dụng vào mình căn chỉnh nhá. Nó vẫn có độ xẹp, chưa có lực. Chỉnh đến khi găng ti nó cắt được cái này thôi là ok rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Máy Cưa Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Mua hàng quý khách hàng đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200.000 hoặc là chuyển khoản trước 500.000 bên em đến cưa xích. Giá sản phẩm của con máy này là 6.2 triệu nha mọi người, làm nhông. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video rất là nhiều.